Hi everyone, welcome back to my channel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từ vựng về tin học tập 1. Những từ vựng này nó sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tin học hoặc là những bạn đang công tác tại môi trường sử dụng nhiều tin học, ví dụ như là trong lĩnh vực hàng hải. Từ đầu tiên, trọng âm của từ này rơi vào âm đầu tiên, âm in. Âm in này cách đọc nó giống cách viết, nó giống như từ máy in ở trong tiếng Việt. In. Âm thứ hai các bạn đọc là tờ, tờ nó giống như trong chữ tờ giấy, tờ. Và âm thứ ba các bạn đọc là face, xuống giọng face, kết thúc bằng âm sờ, face. Như vậy cái từ này chúng ta sẽ đọc là interface, interface. Từ này nó có nghĩa là giao diện, interface. Cách đọc thứ hai của từ này chúng ta có thể đọc âm tờ này thành âm thờ. Khi đó thì chúng ta sẽ nghe là interface, interface. Từ vựng thứ hai, trọng âm của từ này rơi vào âm đầu tiên, âm o. Âm o nó giống như trong chữ là chữ o đấy, o. Âm thứ hai các bạn đọc là phì. Các bạn lấy chữ phi thêm dấu nặng, phì, và thêm âm sờ, kết thúc bằng âm sờ, phì, phì. Như vậy cái từ này chúng ta sẽ đọc là office, office. Từ này nó có nghĩa là văn phòng, office, office. Ở trong cái từ này chúng ta sẽ ghi là hai âm F, nhưng mà cách đọc của nó thì chúng ta hãy đọc một âm thôi các bạn nhé. Hãy xem như một âm nó không tồn tại. Office, office. Từ vựng thứ ba, trọng âm của từ này rơi vào âm đầu tiên, âm bà. Ở đây chúng ta ghi là u, còn cách đọc của chúng ta là âm á, bà, bà. Âm thứ hai chúng ta đọc là thần, thần. Nó giống như trong chữ vị thần, chỉ khác là chúng ta đẩy hơi nhiều hơn một chút, thần, thần. Như vậy cái từ này chúng ta sẽ đọc là button, button. Từ này nó có nghĩa là nút, button. Cách đọc thứ hai của từ này chúng ta có thể đọc bỏ qua cái âm t này, lướt qua thôi. Các bạn đọc là bàn, bàn, bàn. Cách đọc thứ ba của từ này chúng ta có thể đọc là cái âm âm á này chúng ta đọc thành âm ở, có thể đọc là button, button. Từ vựng thứ tư ngày hôm nay, trọng âm của từ này rơi vào âm đầu tiên, âm mạc, mạc. Âm này nó giống như trong chữ dao mát, chúng ta lấy chữ mát đó ra, mạc. Cách đọc thứ hai của âm này chúng ta có thể đọc thành âm a bẹt, có thể đọc là mẹt, mẹt. Âm thứ hai chúng ta đặt xuống giọng đọc là xì, xì. Này nó giống như trong chữ xì hơi, xì, xì. Và âm thứ ba chúng ta đọc là mài, mài. Nó giống như trong chữ là mài dao, và kết thúc bằng âm giờ. Nếu như bạn nào đọc được âm giờ, âm gi thì càng tốt, còn không đọc được thì các bạn có thể đọc là âm sờ. Như vậy cái từ này chúng ta sẽ đọc là maximize, maximize. Từ này nó có nghĩa là phóng đại, maximize. Cách đọc thứ hai của từ này maximize, maximize. Từ vựng thứ năm ngày hôm nay, từ này thì nó ngược lại với từ trên kia. Từ này trọng âm của nó rơi vào âm đầu tiên, âm mi. Âm mi trong trong cái từ long mi, mi. Cách đọc giống cách viết mi. Âm thứ hai đọc là nì. Các bạn thêm dấu huyền cho chữ ni các bạn nhé, nì. Và âm thứ ba tương tự trên kia, mize, mize. Như vậy cái từ này chúng ta sẽ đọc là minimize, minimize. Từ này nó có nghĩa là thu nhỏ, minimize, minimize. Từ vựng thứ sáu ngày hôm nay, từ này trọng âm của nó rơi vào âm thứ hai, âm store, store. Ở đây âm o chúng ta kéo dài nó ra, store, store. Âm đầu tiên chúng ta đọc là rì, rì trong chữ rì rào các bạn nhé, rì.
Như vậy cái từ này chúng ta sẽ đọc là restore, restore, restore. Từ này có nghĩa là khôi phục, restore. Từ vựng thứ bảy ngày hôm nay, từ này ở đây chúng ta ghi là o, còn cách đọc của nó là âm âu. Cái âm này chúng ta đọc là lâu, nó giống như trong chữ là lâu ra đấy, lâu. Âm đầu tiên, tức là cái từ đầu tiên này các bạn đọc là khờ. Mặc dù chúng ta ghi là âm C nhưng cách đọc của chúng ta là âm khờ, các bạn khờ nó ra, khờ. Và âm cuối cùng là âm z, z, âm z đấy. Close, close. Từ này có nghĩa là đóng, close, close. Nếu như bạn nào không đọc quen cái âm z thì các bạn có thể đọc là âm s cũng được, nó cũng không sai. Có thể đọc là close, close. Sau đây mình sẽ nhắc lại những từ vựng ngày hôm nay cho các bạn. Từ đầu tiên, interface, interface, giao diện. Cách đọc thứ hai, interface, interface. Từ vựng thứ hai, office, office, có nghĩa là văn phòng. Từ vựng thứ ba, button, button, nghĩa là nút. Cách đọc thứ hai, bàn, bàn. Cách đọc thứ ba, button, button. Từ vựng thứ tư, maximize, maximize, phóng đại. Cách đọc thứ hai, maximize, maximize. Từ vựng thứ năm, minimize, minimize, thu nhỏ. Cách đọc thứ hai, minimize, minimize. Từ vựng thứ sáu, restore, restore, khôi phục, restore. Từ vựng thứ bảy, close, close, đóng. Cảm ơn các bạn hôm nay đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like and subscribe. Thank you very much for watching. See you tomorrow. Bye.